Bạn đã uống gin bao giờ chưa? Thứ rượu mà người ta thích uống cả chai mỗi khi buồn ấy. Nếu là một người đam mê rượu, hẳn bạn sẽ biết mỗi loại rượu sẽ có một kiểu say khác nhau và sẽ uống vào từng hoàn cảnh khác nhau. Bạn muốn xoát cùng bạn bè, say tưng bừng và thác loạn thì rum là một gợi ý không thể hoàn hảo hơn. Whisky thì lại đại diện cho công việc, sự sang trọng với một lối say đầy trầm tĩnh và đàn ông. Tequila là khi bạn muốn xử lý một ai đó cho tới chết. Còn gin với đặc trưng là cơn say mơ màng, lãng mạn thì không gì thích hợp hơn là để uống một mình vào những lúc buồn và cô đơn cả. Vâng, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Review Nước Hoa của Nix by Tum. Và trong hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về gin and tonic, mùi rượu mà mình thấy thật nhất và hay nhất trong mùa hè mà mình từng được ngửi. À, mà bạn đã uống gin bao giờ chưa? Ok, giờ bạn hãy cùng mình đi pha cái ly mixed drink huyền thoại này nhá. Ở đây thì mình có một em gin golden mới mua sơ cây hôm qua. Đây là một cái dòng gin cỏ mà bạn đến bất kỳ cái pub nào gần như là họ cũng sẽ có pha cho bạn cái dòng gin này. Và một em tonic tất nhiên rồi, không thể thiếu, cũng mua ở Soho Cây luôn. Nếu bạn muốn uống cái này thì chỉ cần ra Soho Cây gần nhà nhất và mua hai cái này là ok. Thực ra gin tonic thì nó chỉ cần gin và tonic là đủ. Nhưng mà vì lên video tôi thích màu mè một chút nên là tôi sẽ thêm một cái lớp muối ở trên đây nhá. Thì ngày xưa khi làm ba ấy là có một cái quy luật, đấy là mình sẽ chỉ làm một phần hai của cái cốc thôi. Bởi vì sẽ có những cái người người ta không thích muối các bạn. Đấy, ok. Mình sẽ chỉ làm 1/2 cốc thôi. Đây, muối tinh, muối nhá, không phải ke đâu ạ. Xin lỗi các bạn, đã lâu không làm, 7 năm không làm nghề nữa nên là nó hơi lâu một chút nhá. Xong thì mình sẽ vỗ. Ok, xong. 1/2 ly. Bình thường công thức chuẩn ấy là người ta sẽ cho 40 đến 60 ml gin. Nhưng mà mình thì cứ thích cho theo cảm tính thôi. Ok, một lượng vừa phải. Và few tonic. Tùy nhá, thích uống nhiều rượu thì cho ít tonic, còn thích uống ít rượu thì cho nhiều tonic lên. Ok, vậy là hoàn thành. Một lít lát chanh nếu như bạn muốn, tùy gu thôi. Wow, thực sự là cái mùi mà gin tonic tôi đang ngửi đây ấy, nó không khác gì cái mùi gin mà tôi đang cầm trên tay đây cả. Nó giống nhau phải đến 99% gần như là không có khác một xíu gì. Cheers. Siêu riu luôn. À, không khác gì nhau luôn các bạn. Này. Ừ. Có chăng ấy, có chăng là cái con này nó sẽ nhiều ga hơn. Thì mình ngửi cảm giác ở đây nó có cái mùi ga nó bay lên rõ hơn thôi. Ok. Giờ mình sẽ cùng đi phân tích từng nốt một trong con gin tonic này nhá. Để cho bạn thấy là hãng họ xây dựng cái nốt mùi đỉnh cao thế nào. Trước mặt các bạn là nốt chính của gin and tonic. Chúng ta có quả bách xù này, có rượu gin, có bưởi đắng và vỏ chanh, thêm một xíu gọi là dưa chuột nữa. Thì cái quả bách xù ấy nó chính là thành phần để tạo nên rượu gin này luôn. Thì cái quả bách xù và gin ở trong cái con gin tonic này nó sẽ đại diện cho rượu gin nhá. Ok, còn cái bưởi chùm ấy, grapefruit ấy, là cái loại bưởi nó đắng hơn cái bưởi mà ta mình hay ăn ấy. Và vỏ chanh nó sẽ đại diện cho cái vị đắng của gin tonic này. Đó, rất là giống nhau luôn. Bạn uống cái tonic này bạn sẽ thấy cái vị nó hơi ngăm ngăm đắng đắng ấy. Nó là một cái chất creamy nhưng mà nó khá là giống với cả cái mùi vỏ bưởi. Đó. Và tất nhiên rồi, cuối cùng thì không thể thiếu anh bạn dưa chuột. Cái này thì tùy gu các bạn nhé. Sẽ có người thích và sẽ có người không. Nhưng mà dưa chuột cho vào thì nó sẽ thêm cái độ tươi mát, thêm cái độ sảng khoái hơn ở trong cái cocktail này. Wow. Bây giờ thử với cả muối nhá.
khi mà một cái đồ uống nó có muối nó sẽ kích cái vị của bạn rõ hơn. Một cái tip nhỏ nhưng mà tùy gu, như mình nói tùy gu, có người sẽ thích và có người sẽ không. Ok, bạn thấy không, cái con cái ly cocktail gin tonic này nó có cái gì thì hãng họ xây cái con gin tonic này y hệt như vậy. Bạn thấy không, có đâu có thiếu cái gì đâu, nó còn thêm cả cái dưa chuột này cơ. Cái dưa chuột này khi bạn đi uống pack chưa chắc họ đã cho vào đâu. Đấy, họ xây rất là tinh tế và đỉnh cao nhá, không thể gần như là không khác một cái gì. Cái mùi tonic này cũng thế, đắng y hệt cái con trong đây luôn, nhưng mà cái này nó sẽ đắng một xíu. Thành thật mà nói thì nó sẽ đắng hơn một xíu xíu so với cả cái mùi gin tonic này, và nó thêm một chút ga nữa. Con này mà có ga thì thôi chắc là người ta uống nhầm mất. Thực ra thì nếu như bạn mà chưa uống gin tonic hay là chưa uống gin bao giờ ấy, thì nó cũng sẽ hơi khó hình dung đúng không? Nhưng mà những ai mà đã từng uống rồi, và cái câu đầu tiên khi mà họ nói với tôi khi mà tôi cho họ ngửi con gin tonic này đều là một câu thôi: uầy, sao lại cái mùi giống thế nhỉ? Tại sao lại có một cái mùi nó lại có thể giống được y hệt mấy cái mùi ngoài đời như vậy? Nhiều người nhá, bạn có tin không, họ còn tưởng là tôi pha cái này ra xong rồi tôi đổ vào chai chiết để bán cho họ ấy. Nhưng không phải, thực ra là nó giống quá. Nó giống đến cái mức của mình không thể nghĩ là nó lại giống được như vậy. Y hệt luôn. Nghe thì rất là hoàn hảo đúng không? Nghe thì rất là hấp dẫn đấy. Nhưng mà em gin tonic này có một cái điểm yếu mà tôi hơi tiếc một xíu thôi. Đấy là nó chỉ bám được tầm 3 đến 5 giờ trên da. Nó sẽ hợp với một cái buổi đi test hơn là bạn dùng cả một ngày. Em này thì mình thấy nó có cái nốt mùi khá là sáng, thành ra là nó sẽ hợp với những cái bạn nào mà có cái gu ăn mặc hơi lịch sự một chút, sáng màu và gọn gàng. Đặc biệt là nó sẽ hợp với dùng với những cái nơi mà môi trường ít ồn ào, thì hoàn hảo nhất vẫn là dùng để đi hẹn hò. Em này thực sự quá hợp để đi hẹn hò luôn. Nó rất cái vibe lãng mạn mơ màng của nó rất hợp cho những cái không gian mà cho các cặp đôi ấy. Với 4 nhát gin nó sẽ cho bạn một cái phong thái rất là lịch thiệp, thêm cả một chút cái sự an toàn toát ra nữa. Nhưng mà đâu đó trong cái sự an toàn đấy, trong cái sự lịch thiệp đấy, nó vẫn thể hiện ra một cái chút gì đấy hơi mơ mộng và cảm giác như là đây là một người rất là hư hỏng nhưng mà đã hoàn lương rồi. Vâng, đấy là một cái tip người rất là quyến rũ đúng không ạ? Hư hỏng trong quá khứ và đã hoàn lương lại. Vâng, bạn chỉ với 4 nhát gin thôi thì bạn sẽ có những cái đêm hẹn hò siêu hoàn hảo, siêu lãng mạn. Chúc bạn sẽ có những cái trải nghiệm thật sự mơ mộng và thật sự đẹp cho những cái đêm sắp tới. Tôi là Tuấn. Nếu thấy thích video này, bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những nội dung tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.